Chào anh chị yêu đam mê sưu tầm gốm sứ Nhật, và hôm nay thì em gửi tới cả nhà một món đồ sưu tầm, một bộ trà thuộc dòng gốm sứ Sumayaki nhá. Và bộ trà này thì chúng ta sẽ vẫn có cấu trúc quen thuộc của các bộ trà Nhật luôn, đó chính là một ấm và năm chung. Và bộ trà này thì có điểm đặc biệt, đó chính là phần ấm thì sẽ là có quay mà dạng quay sách nhá. Thì chắc là bây giờ chúng ta sẽ đi vào từng chi tiết của bộ này luôn. Trước tiên thì về phần ấm, trước tiên về dáng ấm, anh chị có thể cùng em xem chiêm ngưỡng nhá. Đây, một cái dáng rất là xinh với dáng quai sách nha, tròn tròn. Dung tích thì em nghĩ đâu đó tầm khoảng chừng 300ml, với cái phần chuyện ký chìm và chuyện ký vàng ở dưới phần nắp nhá cả nhà. Phần viền này là viền vàng, lại bên trong là lọc tự thân nha. Và các mặt bên của chiếc ấm này thì một mặt là vẽ hoa, và mặt còn lại thì vẫn chắc chắn là hoa văn quen thuộc, hoa văn vẽ ngựa nha cả nhà. Và ngoài ra thì đây là một chiếc ấm hai lớp, đây là phía bên dưới lòng của chiếc ấm nha. Rất là xinh đúng không cả nhà? Rồi chúng ta sẽ đi đến năm chung nữa cả nhà. Đây là phần nắp này, đậy vào. Hai năm chung của những chiếc chung này thì em nghĩ là cái phần bên ngoài thì nó sẽ to, nhưng mà thực tế thì bên trong lòng thì em thấy là nhỏ nha. Tại vì lý do là đây là những chiếc ly hai lớp với chuyện ký ở phía bên dưới đáy này cả nhà. Chuyện ký là chuyện ký chìm nha, và phủ men lên cả nhà. Còn đây là phía bên trong lòng sẽ có vẽ ngựa luôn, và phần viền là phần viền vàng nhá. Em sẽ đo cái kích thước một tí xíu để cho cả nhà dễ hình dung. Với đường kính của miệng ly thì rơi vào tầm 7,5, chiều cao của ly thì sẽ là 6 nhá. Và nếu mà em đo độ sâu lòng thì rơi vào chỉ tầm khoảng chừng là 4 thôi cả nhà. Độ sâu lòng khoảng chừng 4 cm, tính từ cái lòng lên cả nhà. Đây, để em để lại vị trí và sẽ mời mọi người cùng nhìn ngắm lại một bộ ấm trà rất là đặc biệt nha. Em thấy thì size này cũng là size nho nhỏ, cũng xinh xinh, và đặc biệt nữa là quay sách nha. Và nếu như mà anh chị có nhà ý muốn cùng gốm Nhật Toki sưu tầm và giao lưu thì anh chị có thể giao lưu qua số Zalo của em nha, 0901112334. Rất là cảm ơn cả nhà thân yêu đã theo dõi, và một lần nữa thì chắc là cho em xin được hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của gốm Nhật Toki.